Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thiên đình
toàn thiên công chúa quê quỳnh đôi bên hội quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên đền sầm sơn địa tiên đền sầm sơn thờ địa tiên vương mẫu chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời thánh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền y thoái cung rồng chấn thủ năm phương quản cai sơn hải đại sang đông quân tuần quan thường ngàn tối linh
bốn mùa âm dương tuyết thảo, tâm con chỉ con cầu đạo cầu bình an. Tiếc mở thân dung trong ngày nành nhì tam tòa điện thánh công đồng vì mẫu sáng đền duyên thỉnh mời bồ đề nhát ma thiên thiên ma thành vân công chúa thượng thiên mẫu gia chân phân cát thôn quê đất phủ dày phân cát thôn quê giáng sinh thiên chúa khai hội lập đàn ra hồi cung đệ nhị mẫu tiêm cung thân nghề mời đệ nhị sắc tướng hào quang đăng cô đăng đăng bạch bạch bảo huyền trình vũ tư di an bồ tường thanh nam mô hưng cung sẵn bồ tát ma ha tát nam mô hưng cung sẵn bồ tát ma ha tát nam mô hưng cung sẵn bồ tát ma ha tát nam mô hưng cung sẵn bồ tát thanh thái sẵn hồi cung văn võ trần triều đức thánh đại vương văn võ trần triều quốc sử ký Việt Nam trần đi nghĩa đệ vương tề thế trị bình thiên triều tức bạc địa linh giáng hà dục tu trung trung ninh nhì các thương người thank you.
dòng dòng nhang theo phép cơ diệu ông về chi chi đàn duyên nghe tinh tăng cũng dặn ngày cung phượng hoàng thân tận thành chúa tiên chúa chúa khai quang dòng nhang thập giờ ân từ ti mắt chúng sinh ra tích cô nhật nhật thản quang chúa hạ ban trần thế biết tay ông giao y cho trần thế biết tay ngự nên đồng cài ngự về dương gian cứu đâu là đó được an sứ điệp dựng lên ngay đành sứ dựng lên trần triều hiện thanh chép biến rõ ràng thì cho thị tự trang sinh sinh tử trường sinh ông cho đệ tử trường sinh độc tài như ý khang minh đời đời ông cho dũng mãnh đôi bề
học hành công thành đỗ đạt hơn người. Lấy ông lại ban khen ban thưởng cho tay Quỳnh tay Quế, ban khen ban thưởng cho tay Lan tay Huệ, ban khen ban thưởng cho Pháp Văn Pháp Sư. Cung đảng tiếng hát ngày hôm nay đã về bái yết cửa ông. Ông lại ban khen ban thưởng cho già Lan Tiến Não dân thôn bản hội, các con nhang đệ tử cứ đi xa về vần ngày hôm nay về bái yết cửa ông. Ha! Gọi mang gì quý cung phụng thi đổi chung hoa bộ đức 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 tôn thân tưởng minh minh quân hạ lạnh 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 lương thần thần nhân nhân đường cứu thủy lòng lòng vân vân phùng quân quân kéo đi đường đường chính 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 cơ đồ đi nào nghiêm nghiêm chỉnh trường sâu xoan thanh giá hồi cùng đời chân thi mở mang lam hải đức thánh đệ làm dòng dõi kỳ cô đệ nhất đất đất mà phương là đất chấm mây mây cô nhất kim chi ngọc điệp dành 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 thái sư nhất phẩm quyền hành này ai đang sơn hoàn thanh giá hồi công nhị vị đại hoàng con tấu vương cô vương cô nhị vị đại hoàng phò đời chân chỉ cô đôi bỏ mang nhà chân sơn hoàn thanh giá hồi công cửa suốt tờ mờ nhạc trong trong xa cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé lầm lờ ngoài bể đông đông sơn hoàn thanh giá hồi công ngô đền thờ lắm ở hướng đông nghi thỉnh mời cậu bé cửa ông cậu ra bắt đầu tam vị chú mường tiên dâng văn tam vị chú mường tiên tiên đệ nhất na thượng thiên gia trần này có bà đệ nhất tây lòng con ma nguyện 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 vui chơi xuân con nay đã tới quân giang sinh sinh dương thế độ chân phàm mà chúa lại hóa tiên tây thiên mà vinh phúc chốn quê nhà no
linh tinh dân dân ta hoạt hoạt nghèo vốn nguyên xưa chúa ở trên ngàn cha là đỗ tông mẹ là thị tươi sinh ra lấy được tám người do tốt đi tươi dạo chơi non nước tôi lời hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
son xuống xuôi, lành con suối suối chạy về đâu? Con cá thơ lượn lờ bên suối, còn hai bạn buồn ngát sương ngon. Con cá thơ lượn lờ bên suối, còn hai bạn trong lại trong mãi buồn đời. Chúa thương ai nhiều lắm lắm đây, tại những đêm mưa rơi rừng sâu thương cũng vẫn nhớ cũng vẫn còn nhiều lắm nghe, tại những đêm mưa rơi rừng sâu. Soi đường đi xa ba tiếng ngủ, tôi dừng người gọi nhau. Anh bước tiền xa tỏ trên non đi, đã vào xuân sắc đã tốt tươi dường dòa. Đi trên hàng cho đắp quả điệu hoa. Trong đêm chưa đẹp đẹp làm sao anh đuốc tiền tỏa sáng, lung linh trong đêm là lung linh trong đêm đẹp đẹp làm sao. Rốt rốt cả bằng số băng qua đèo, băng qua đèo chẳng chẳng hài kinh xa. Rốt rốt cả bằng số băng qua đèo, băng qua đèo chưa đâu ngại đường xa. Phải thơ.
số dài thở. Nhất tâm chú đệ nhất năng lộc lộc nghi thời đệ đa. Chúa đi dưới bóng trăng vàng, Chúa về bạch điệu sớ chiều ca vàng. Ý nghĩ nhiều người khôn thay việc âm chưa to vườn sương không bóng tay. Hôm nay đoàn giả về đây độ cho đệ tử đời đời anh em mình độ cho phúc nọc hơn. Dù ai cũng số phải thương người xin hoàn thành giá hồi tục chân cung quê triều đình soi tỏ con cung thỉnh người ba chúa đồng cuồng đồng cuồng chốn quê nhà là lời hoàn cảnh chúa bà vào ra. Tam ma quang chiếu nghiêng bao la thế giới vầng vầng quyền soi trói nội nam thiên để đền thờ phong nguyện vô biên ý nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúa ai đường sông tay hằng trải chuôn đêm ngày dương dục xa xó bằng vàng ngọc nên na nhớ tình sao đầu vẫn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng lung linh trong đền mà lung linh trong đền chùa đẹp để làm sao đuốc 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 tiên tòa sáng lung linh trong đền mà lung linh trong đền chùa đẹp để làm soi khắp gần xa y à y à đêm đêm đốt đuốc soi đường nghe ba tiếng thu thu sưng gọi nhau được tiền sáng tỏ gần xa sóng đắng chua mùa siêu giang khoan thai lưng đai giọt ngắn giọt tỏ dài
Chúa dài vạn vạn binh hùng.
tình xuống sông Thà Nương, xuống sông Thà Nương. Khi người Thái về cuộc dây là phạt tây làm nương. Ừ, dọc suối trên đầy núi người bè ta ca. Người mèo xuống lâm lâm mi thao cao mãi quê nhà anh mình chắc vang. Để ta quyền là hành cai quản sơn trang, sơn trang ca độc xếp đi hạ làm tôi tay này miệng ba ba
con này xuống cho kẻ cư hàng ý nghĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân thương và soi cho đa biển bốn phương thái bình nhờ song đăng chúa soi sáng tam xa. Quan giám sát thiên cai thống chi tam giới tâm sai chức đại thần.
sai cảm phiền chư tướng đáo nai độ trì tả cho binh bộ binh minh tùy hiệu sai binh mã theo đi ầm ầm cờ hồng cắm bằng trung tâm sông nhang khai quang thấp cờ diều phong về chương đàn duyên nga tinh tinh tăng cung sông cùng hoàng thân thật thật thành mạnh tiên trung tướng dựng lên ngay lành sức dựng lên chỉnh quan sang sát chép biến so sàng thì cho nhị định trang sinh sinh nhị khai quang song nhang thắp gió ân từ bi mẫn chúng sinh nga tịch cô nhất để khai quang chiếu thiên tâu hồn. Sơn san sát không đông 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 bằng nghỉ đền quan giám sát sở năm đã nổ sổ nước chảy y chán ở chán đi chết đi đỉnh thượng tông tông xeo điểm đi chốc chốc thiên đình gia đạo hanh thông thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng làm nữ tử tôn được bách sự như ý vạn sự tốt lành bảo đền bảo điện quan anh ta lại độ cho mỗi ngày được tố hảo tố linh được đông quan nhang được sàng đệ tử sau ta chứng cho tờ vàng cánh sớ tờ sớ cánh trạng ngày hôm nay lễ bạc tâm thành tu thiết hương đăng để đầu năm chi giữa lửa năm chi cuối từ thời bát tiết xuân hạ thu đông nay ta lại chứng cho cái ghế của ta bắt ghế ta ngồi nằm ngay ta ngự nay quan anh ta lại chứng cho đền cho phủ chứng cho con nhang đệ tử đi xa về gần ngày hôm nay về bái yết cửa mẫu ta lại ban khen ban thưởng cho tay quỳnh tay quế cho tay lan tay huệ ban khen ban thưởng cho các văn pháp sư ngày hôm nay có lời kêu tiếng khấn được kêu tấu thố lộ nay ta lại chứng tâm ha giáng sinh ngày mùng ba tháng một
con. Trung thiên na thời chính ngõ xuất luân thân phùng nguyên đi mừng rỡ muôn phần sinh ra là đông nghi anh hùng trượng phu xuân thọ trường
dâng lên chứ để trói trói nhớ dưới sân đền nhà khói nóng anh nhớ chẳng bóng huê đua nhủy trên cành sơn trang giám sát yến quỳnh mẹ mai trâu trời tâu đôi sông rồi nhạt nhạt đắc tăng du có phen đằng ra vân ù bưa tuôn hoi tòa sâm sâm ù dậy ba quan đệ người thông minh chính trực trong triều đình quan đâu có nhường ai lược thao văn văn võ toàn tài đình thần tư phủ ai nào dám so xin hoàn thánh giá hồi thái tử đệ tam ma đức tôn thần qua lớn thái tử đệ tam ma hùng vinh quán cổ lạnh lạnh giàn chấn định từ thanh gia hồi tiệc bàn loan thịnh mời quan đệ tứ bốn con trời coi giữ tòa thiệt đoàn thanh gia hồi cung lập được tung hoành gia huy lập được tung hoành chư ta sát thủy lên danh tương tương
tin đội vạn cơ lãnh truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người loạn ra anh minh trước là soi soi thiên đình so xa thu chóc trả tình phen này ra uy trần thắng biết tay dòng nhang hai quang thấp cờ diều quang minh chiếu từ trung ma ta tăng cung giang kim cổng hoàng thân đặt phật thành tiên trung vương sư điệp dựng lên kinh ngân sư điệp dựng lên quán về tàu đối chứng tâm cho đồng phê cho họ nguyễn trường sinh chứng tâm lòng thành phi cho đệ tử tiên dâm dâng lên chính quan đệ ngũ chép biên rõ ràng thì cho đệ tử tiên dâng dâng đệ tử tiên dâng phê cho đệ tử tiên dâng cửa nhà phú quý khang ninh thọng trường đi cho sức mạnh đông đông đường đường chẳng nước còn in
trần tung nhi hoành. Lâm liệt anh hùng oai trang sĩ, ngàn năm còn để dấu anh linh. Ai đã về qua bên sông tranh, có người trang sĩ tài danh như tuyệt nỡ vời. Dù cho vật vần đồi sao rời, bên sông tranh còn đó công quan lớn tuần người còn đây. Tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh, đào thiêng cứu nước chỉ người trên phố ninh ra. Sông tranh đáp tiếng trả lời là quan đệ vũ sang ngời chiến công. Tiếng loa đồng có tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh, đào thiêng cứu nước tung hoành đón đà. Vì cô quần tìm nhà hiếu phúc, thử lòng người, thử lòng người không biết lo xa. Tháng vừa tuyết trúc toan, thử lòng ông lão mong thần mà ứng ngay. Giấc mộng tình, giấc mộng tình mới hay sự là đôi lòng xa tựa cửa đôi bên. Sự xanh lấy vật vật con chuyên xa đại tình thì ngay để dòng. Có ngờ đâu dây oan buộc cho mắc lọ đời, mắc lọ đời phải tội gió trắng. Cương thường ghi nhớ lòng hằng, ai chẳng chẳng nào phải bị răng tụi. Chữ thiên cơ trời xanh đã tinh,
Đức Hoa Nhi, Đức Hoa Nhi đã định chữ oan. Yêu ma thủy quái tà gian, thù xưa vay trả lại càng đáng yêu. Mới đặt điều, mới đặt điều, vu oan oan kết, trả hiền người làm chuyện bất 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 đạo nột khôn lương, ai hay đạo lý cũng thường đạo đi. Sự oan khiên, sự oan khiên khó bày cho tỏ, chứ hiếu trung tiết bạn có sáng soi. Biết biết cùng ai tỏ khúc lôi, tội danh cưỡng đoạt hại người nữ nhi. Lành cứu trùng, lành cứu trùng truyền đi kịp khắc, dày biển cung chậm chậm đất đất lạng sơn. Rằng cho vai tội chuộc công, nào đâu ai cảnh cùng thông ai tường. Quan vì, quan vì ông bướm là người tiết hoa đoàn phủ tôi trời không dung. Cỏ cây ơi, cỏ cây ơi thấu hiểu lòng ta, sơn cùng thủy kiệt xứng xa lạnh lạnh. Thà thác trong còn hơn sốc ngục. Đỡ trần hoàng, đỡ trần hoàng tuyết trẻ cho xong. Nghiệp cho xong tự đời. Thà thạc vinh, thà thạc vinh còn hơn sông nhục. Nước sông thì, nước sông thì cùng tắm lòng cô sơn. Kỳ cùng yêu hát trăng non, sông thì trong đục đục nước tuôn đôi dòng. Trông thấy cảnh nhớ, trông thấy cảnh mà lòng đau như xót. Nỡ trần hoàng, nỡ trần hoàng quyết trả cho xong. Nỗi riêng thấu tận trời xanh, mượn giấy oan nghiệt cho oan sự này. Pháp bốn phương xa gần đều tiên đi. Quan lớn tuần lập lập điện phần phần cơ. Cửa sông đâu đó phục phục thờ, linh giang thiết lập lập đền thờ quan tuần tuần tranh. Trên bát ngát, trên bát ngát năm châu hộ phổ phụng. Dưới tam đầu ẩn khúc chầu đến nóng dần phượng u đôi bên. Quan toàn 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 giá ngự trên sạp công đàn. Sắc ban phong, sắc ban phong thông thông chi tam giới. Hay chóc ta ngài sát quỷ trừ tình. Quyền ngài phản phép muôn linh, quyền ông ngài quản trừ bình tướng nhà trời. Đồng đồng nghe ai bình quyền bóng đi. Đường uy trời tùy tiên sinh nhân nhân. Đoàn thanh giá hồi tôi bác phải
Động Đình người con vua bát hải Động Đình tôi quan điêu thất ni anh định giang thanh gia quan Triệu Tường là con vua thứ hai đời vua Lê Thái Tổ quyền cai các cửa ngàn Loan thanh gia hồi cùng vui vẻ đèn dòng sớm hôm mai cho bà đệ nhất vui vẻ đèn dòng hay chơi phụ chính chính lầu hồng hồng cho bà đệ nhất Loan thanh gia hồi cùng tiên thánh thượng ngàn tiếng sơn văn văn tiên thanh trên ngàn đồng nghi cung tuần quan sáng sáng để hôm nay sơn cá nước chim bay về bên cạnh cây nguyệt nắng sao tàn tượng đầu vẫn tóc mai vốn dòng
dòng họ công nghi Chúa Thiên Thai. Tiên dâng
thanh sao chỉ vô cha, chỉ nên các phụ các tòa hà. Oh,
dòng công ngờ Chúa thiên thần giáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn quyền cai bao la khả giáng chiêu dân công chúa lầu hồng thì giúp dân thánh gia hồi cùng cho lâm trên đọng suối lân gió rung rung lác lác mấy lần nỉ thông thông xeo sông sông hoa biểu diễm nét đoan trang mưa vầng ngọc khuyết đôi mày ngài lửa khuyết văng trắng chân cài soi nước suối lần lần ý tiếng cuộc kêu gọi cảnh chiều hôm
tới cảnh chiều vắng nghe con chim oanh gọi bạn mới chấm lên cái nhạc chập chờn tay bảy đài ngơ ngác ven đồi tiền sang to trên non đi đã vào sông sắc đang tốt tuổi dường qua
tay đi trên hàng có đắp quả điều hoa trong đêm trâu đẹp đêm làm sao hai cuốc tiền tỏa sáng lung linh trong đêm lung linh trong đêm đẹp đẹp làm sao có sáng rồi tiên nữ đang đi về trời hồi mùa xuân xuân chập chập sơn cuốc tiêu gợi cánh chiều ô ý sinh nhà trên thường kiều lộn nghi sang là nơi cát địa chín tư ngàn tu khí là nơi chúa vâng lạnh lạnh y lời ở trong bề ngọc ra ngoài bàn y con mới như ý sợ
ý nghĩ. Đồng trẻ đồng đền cung văn hóa
pháp sư Quỳnh Quế các thành đồng châu bà đều thương.
xíu sang khoan thai. Lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay cầm đôi đúc chân đi hai sao qua kia. Trải nghiệm vàng đá người ta đi à.
dòng dây cũng thẹn mèo êm xưa. Tục cùng truyền lưu để ngàn thu. Xin hoàng thánh giá hồi công công cho bảy tân la thịnh thịnh mời. Cho bảy tân la thái hiên niên bài vào giá sơ vơ vơ. Hồi công công đùng đùng tiếng trống mê linh nhà cho bát khởi nghĩa ngoài danh nhà trên ngàn xin hoàn thánh giá hồi cùng con cho cửu sông sơn đi về cho cửu sông sơn là thanh hoa phát đi là lời châu hồi cùng đóng ngõ trên nam có ai đi bắc lệ bao xa có ai đi bắc lệ bao xa ai qua chiến bài phải qua đêm châu Hãy subscribe
làng hai trà chân đã đi hai sao non tu nở ra khoai miệng trầu cười chăm má bông hoa nở hát tiếng mừng tiếng thổ tiếng kinh đà đà thông dạo quốc thanh nhớ bình soi đèn vào trời khắp chốn đôi đời
chân trầu đã bước tới mù gieo mầm nhân nghĩa bắc dịp thờ vinh hoa đẹp như sao bắc hồ chân châu đi nhiều đường lạc lối ơi à lạy người ơi châu mẹ chọn tên này châu châu tên này thôi đôi núi đôi núi bao xa lên là châu ái vây hoa hai hoa đem về đền đây biết bao thân đồng trò mong ban khen biết bao thân đời gặp gặp tài châu bội ban ra bốn phương hội họp để là tháng ngày ban cho tiền tốt nụ dày học lọc cho nó về đấy cho càng nhiều ban cho năm ngày được giải nhật sang lưu ý nghĩa hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.